chương trình Nhân văn của tôi. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội là một trường đại học trọng điểm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Hàng năm thu hút hàng nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh tham gia học tập, nghiên cứu tại trường. Bên cạnh đó, cũng có lưu học sinh nước ngoài từ nhiều quốc gia tham gia học tập, chủ yếu là các khoa ngôn ngữ học, khoa Việt Nam học và tiếng Việt. Ngoài ra, còn có khoa thông tin thư viện và bộ môn nhân học. Thầy Nguyễn Quang Liệu, trưởng phòng chính trị và công tác sinh viên cho biết, mỗi năm trường cũng tiếp nhận nhiều sinh viên nước ngoài tham gia học tập và nghiên cứu. Ở đây thì nó rất là dễ, chỗ là nếu như học theo diện hiệp định, tức là các nước cử sang học, học cử nhân ấy, thì hiện nay đông nhất ở trường là sinh viên Lào, gần 40 bạn lưu sinh Lào. Các bạn vừa học cử nhân đây vừa học thạc sĩ. Sau khi học cử nhân xong thì họ học thạc sĩ ở Việt Nam, thì chủ yếu là sinh viên Lào, cái diện mà học cử nhân ấy là đông nhất. Còn sinh viên mà theo diện học 2 cộng 2 ấy, đông nhất là sinh viên Trung Quốc. Những năm ngoái thì nó có khoảng 600, năm nay thì nó khoảng trên 400. Ngoài ra thì cả sinh viên Nhật Bản, sinh viên Hàn Quốc, sinh viên của các nước châu Âu. Khi tham gia học tập ở trường, phần lớn lưu học sinh gặp không ít những khó khăn. Trước hết là vấn đề ngôn ngữ, sự thay đổi về môi trường học tập, môi trường văn hóa, xã hội ở nước sở tại. Các vấn đề này gây ra không ít những trở ngại cho các bạn trong quá trình theo học tại trường. Là sinh viên năm 2 bộ môn nhân học, bạn Vông Pha Trân, sinh viên Lào cho biết, trước khi sang học tại Việt Nam, bạn đã học tiếng Việt được 1 năm, nhưng hiện tại vẫn gặp rất nhiều vướng mắc trong vấn đề giao tiếp. Bên cạnh đó, ngôn ngữ cũng ảnh hưởng lớn tới việc học của bạn, Vông Pha Trân chia sẻ. Bắt đầu học thì mình gặp nhiều khó khăn, gặp rất nhiều nhất là về ngôn ngữ của mình vẫn tiếng Việt, nói chung tiếng Việt của mình là vẫn còn kém, thì làm cho mình khi mình học ở lớp vất vả và phức tạp thì mình không thể nghe được. Ví dụ như mình vào vòng thi, học thi, mình không thể, như là mình đọc câu hỏi thì mình không hiểu được, mình không thể làm vậy được. Đây là sự khó khăn của bạn học sinh sinh viên. Là bạn cũng cho biết thêm, trong thời gian đầu vào học, việc nghe thầy cô giảng bài cũng khá vất vả, do vậy ảnh hưởng tới việc theo dõi và ghi chép. Mặc dù đã học năm 2 tại trường, nhưng vấn đề đi lại, nhất là việc đi lại ở Hà Nội, đối với bạn cũng không được thuận tiện. Đi thì mình chưa biết hết, tại vì xung quanh Hà Nội nhưng mà thì mình biết mấy nơi thôi. Mình không đi thì đi một mình thì mình có thể không dám đi được các nơi khác, nhưng mà mình có thể đi đến nơi mình quen, nơi mình biết. Bên cạnh gặp phải vấn đề ngôn ngữ, học tập, thi cử thì thời tiết cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là vào mùa đông. Còn về môi trường, cuộc sống, hay về môi trường thì hơi phức tạp, tại vì chưa quen về môi trường. Tại vì ở Hà Nội là thời tiết là có 4 mùa thôi, ở bên Lào thì có 2 mùa, mùa mưa và mùa khô. Thì sang bên đây thì hơi khó chịu, ví dụ như mùa đông thì khó chịu nhất. Cũng là sinh viên Lào, Khăm Ban, năm 2 khoa thông tin thư viện, là sinh viên nữ cho nên vấn đề sinh hoạt, học tập tại trường đối với bạn khó khăn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên sống xa nhà, lại học tập trong môi trường học tập hoàn toàn khác so với nước mình, ban đầu tạo cho bạn không ít trở ngại, Khăm Ban tâm sự. Có lúc như lúc giao tiếp với các thầy cô tại môn của từng môn lúc, các thầy cô dạy đấy thì mình không dám trao đổi với các thầy cô, nên là cứ bị ngại nói với các thầy cô. Hiện tại ngoài việc học các môn đào tạo chung của trường, Khăm Ban cũng bắt đầu học các môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực mà bạn đang theo học. Khăm Ban cho biết việc học môn chuyên ngành cũng tạo cho bạn không ít vướng mắc, lý do cũng xuất phát từ trở ngại ngôn ngữ. Khác với Vông Pha Trân và Khăm Ban, Ngô Kiện Trình, sinh viên Trung Quốc, hiện đang học khoa ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Việt tại trường Đại học Quảng Tây.
lý do mà bạn lựa chọn học tập và nghiên cứu chuyên ngành tiếng Việt là xuất phát từ việc yêu thích tiếng Việt, Ngô Kiện Trình chia sẻ. Bởi vì mình cảm thấy tiếng Việt khá thú vị và tiếng Việt lại hơi giống với tiếng Hán. Mặc dù là sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Việt, nhưng khi sang Việt Nam thì việc nghe và giao tiếp với người Việt của bạn cũng bị hạn chế, nhưng đây cũng chính là điều kiện tốt cho việc học của bạn, mặc dù chỉ học tại trường 4 tháng. Bên Trung Quốc là chỉ có 2 cô giáo Việt Nam thôi, nhưng mà trường nhân văn là toàn là thầy cô giáo Việt Nam. Đây là mục tiêu thật là tốt với học tập của chúng mình. Để có thể bắt kịp được môi trường học tập tại trường, mỗi bạn lưu học sinh đều có cách học riêng, nhưng bên cạnh đó, không thể thiếu sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Chính sự giúp đỡ kịp thời từ phía nhà trường đã giúp cho các bạn khắc phục phần nào đó trở ngại ngôn ngữ và vấn đề sinh hoạt. Theo quy định của nhà nước, sinh viên đến đại học thì được giữa hai nước thỏa thuận với nhau, thì cấp học bổng cho các em. Học bổng một tháng là được bao nhiêu tiền, rồi có chỗ ở cho các em thì phải phối hợp với ký túc xá Mỹ Chi lo chỗ ở cho các em, rồi ngoài ra nữa là phải cung cấp cho các em các trang thiết bị trong phòng ở, ví dụ như là máy tính, ví dụ như là tủ lạnh, ví dụ như là nóng lạnh. Thì số lượng ở trong một phòng cũng rộng rãi hơn sinh viên Việt Nam. Rồi cả cái tiền Tết, ví dụ Tết Lào, Quốc khánh Lào, rồi là Tết Việt Nam, Quốc khánh Việt Nam, tất cả hỗ trợ một phần chi phí cho các bạn. Mỗi bạn có những trải nghiệm và cảm nhận riêng về cuộc sống học tập. Bên cạnh những thuận lợi là không ít những khó khăn, nhưng tất cả ở họ đều có một điểm chung, đó chính là tình yêu và lòng đam mê với chuyên ngành, lĩnh vực mà mình đang theo học. Chính lòng đam mê đó đã giúp các bạn vượt qua mọi rào cản để hoàn thành tốt việc học tập, nghiên cứu của mình. Và sau cùng, chương trình xin chúc các bạn lưu học sinh sẽ hoàn thành tốt công việc học tập của mình. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị với con người và đất nước chúng tôi.